Dốc Thẩm Mã. Dốc Thẩm Mã. Đây là điểm dừng chân đẹp nhất đấy ạ. Đây là dốc thử ngựa. Ngày xưa là họ thử ngựa, con ngựa nào đi qua được cái đèo này ấy thì là con ngựa tốt. Con nào không qua được thì cho con thằng cố. Đây nó gọi là dốc Thẩm Mã. Đúng rồi. Chỗ này hay đấy nhỉ. Tụ tập toàn trẻ con. Một điểm rộng để dừng chân. Lên xe đi anh ơi. Hết giờ. Đây là một vòng nữa rồi lên. Đi xe đây. Xe đây. Nhầm lê. Đi thôi. Vẫn tiếc. Chủ như nhầm lê đứng sau đấy, cái đứng nấp rồi sau. Không có kết thúc này là không có à? Đã không có, không có cái lối à? Không có mạng không? Anh ơi. Không có mạng rồi. Cho em nhờ. Cái này không phải có mạng. Đấy, là người bạn thôi rồi. Phát hết đi. Phát cho cháu hết cái bọc ấy đi. Chia mỗi đứa 1.000 thôi. Cô mà được có hết rồi à? Thế à, có hết rồi. Ok,
cô xem còn vòng nào nữa không? À, cô Liên xem còn vòng nào nữa không? Còn, ở trên xe vẫn còn. Liên lấy đi. Làm hẳn một video cô Liên phát tiền đi. Ở trên xe em có cái này, xe đâu rồi? Bảo lái xe mở đi. Ông tới đây, cái này đẹp nhất. Nhiều đứa rất xinh đấy là được đấy. Ông làm nhiều video vào thì tôi quay cho ông hẳn một video. Ừ, bình tĩnh, Hà Nội không vội được đâu. Hà Nội không vội được. Rồi, được đấy. Từ... Oh. Cho đều. Ê, ông cho toàn người. Hết rồi. Thôi. Thế này không được, không ổn. Hết tiền đẹp rồi. Không giật nhá. Hà Nội không vội được, Hà Nội không vội. Không giật. Giật thế là không ổn rồi. Nhưng ai có rồi thì thôi. Không giật. Hết. Thôi. Có rồi thôi chứ. Đây em bé này. Ra cô Liên cho còn tiền đấy, cô Liên còn tiền làm trăm nữa. Cho còn trẻ sướng. Tại sao ở chỗ này nó lại có một cái điểm thì quay phim chụp ảnh đẹp thật nhỉ? Chưa có vào kia đẹp thật đấy, nhưng mà hôm nay mây mù không nhìn thấy đỉnh núi. Bên này,
Xinh không? Đẹp rồi, cô đẹp lắm. Đây, thế hả đây? Xin chú cho. Đấy giờ thôi. Chỗ này được rồi nha. Thôi nha. Đấy. Cô bảo hết rồi. Hết rồi. Ừ, ra lấy rồi bảo hết. Đi xuống cái dây á. Đi xuống cái dây. Đi xuống cái dây. Đi xuống cái dây. Đi xuống cái dây. Bạn nào được rồi ra ngoài nhá. Đi xuống cái dây này. Đi xuống cái dây này. Cháu có rồi. Cháu có hảo. Xuống cho đâu. Xuống cho đâu. Xuống cho đâu. Không biết cho cái cháu hết một lượt đi xong rồi. Không hết rồi. Thôi. Cô gái thôi. Này cho bé này nữa. Bạn được rồi là phải thôi. Được rồi thôi. Phát chuẩn cho các em bán hoa nhá. Mừng Việt ơi, mừng mừng tuổi cho các cháu nhân dịp Tết chưa về hôm nay mới về mới mừng tuổi được. Cả thế phải núp lại thế này. Bà nào được rồi ra ngoài nhá. Không làm thế. Không làm thế nhá. Các con này được chưa? Được chưa? Vào đây. Đây. Không được chen lẫn xô đẩy. Cả như ngoài này xô được. Đấy, thế đấy. Nào, còn thì đi làm đứng bên ngoài kia chưa được không? Mấy bạn này được chưa? Chưa đây, đây cô đi lên này. Bạn nào được rồi thôi nhá. Bạn nào được rồi thôi. Ơi mấy bạn này không làm thế. Tầm nhiều lần rồi. Bạn này được nhiều lần. Đây. Cháu chưa có. Hey. Đầu xuân này mừng tuổi các cháu. Cháu chưa có mà chị ơi. Ôi nha, bây giờ hết các bạn này đây. Rồi bà về. Đi. Bạn được chưa? Hả? Đây, cô lên này. Cho bạn làm bài 6 ở đây một bài. Ờ đúng rồi. Đây. Thôi bạn này đứng xa đi. Bây giờ thôi. Thổi sáo đi.
rồi. Sao con nhiều đứa xinh quá. Yeah.